Hello, xin kính chào tất cả quý vị. Xin chúc cho quý vị một ngày thật vui vẻ và bình an nha. Đây là cái câu nói mà mình thường hay chúc cho tất cả đại gia đình của chúng ta. Vâng, hôm nay thì mình lướt qua trên cái trang Facebook của mình, có một người bạn chia sẻ một câu chuyện. Nó mang một cái tính chất là nhân văn, một sự hiếu thảo của người con đối với một người cha, làm cho mình cảm thấy xao xuyến, cho nên mình cũng muốn chia sẻ niềm vui này và câu chuyện này đến cho đại gia đình. Vâng, câu chuyện như thế này. Có một người con ở tiểu bang Texas. Quý vị biết tiểu bang Texas chưa ha? Vâng, ở người Việt Nam mình có những tiểu bang lớn, những người Việt Nam mình hay biết, đó là California, Texas, New York và Florida. Đó là tiểu bang lớn, bốn tiểu bang lớn nhất của nước Mỹ. Và câu chuyện này xảy ra tại Texas, nơi mà ông Tổng thống Bush ở đó. Vâng. Vâng, câu chuyện như thế này. Có một người con trai ở Texas đưa cha đi vào một tiệm ăn. Cha anh là một người lính về hưu rồi, một người lính giải ngũ rồi, và mắc bệnh tay chân run rẩy, mà tiếng y khoa người ta gọi là Parkinson đó quý vị. Cái tay mình hay bị run run, có thể nhiều khi mình không kiềm chế được những cử chỉ hành động của mình. Trong lúc đang ăn thì ông ta đã làm rơi vãi thức ăn vào người và rơi đầy xuống đất nữa, tại vì ông không có kiềm chế được cái bản năng của mình. Có một vài người ở trong tiệm, vài vị khách ở chỗ đó thì họ cảm thấy họ khó chịu, họ không thích gì mấy. Thì người con trai vẫn thản nhiên ngồi ăn và trò chuyện với cha của mình. Khi đợi ông ăn uống xong, anh mới đứng dậy đến bên cha và nhẹ nhàng nhặt các thức ăn vụn ở trên áo của ông ta, rồi cầm tay người cha của mình vào nhà vệ sinh, rửa và lau sạch cho cha của mình, chải tóc cho cha của mình được gọn gẽ lại và đội mũ cho ông, sửa lại quần áo và đeo kính lại cho ông. Trở lại bàn, anh cúi xuống đất lượm sạch những vụn thức ăn mà cha mình đã làm rơi xuống đất, không để lại một chút rác nào. Xong xuôi, anh mới dìu cha của mình ra ngoài quầy tính tiền. Bỗng nhiên có một cụ già khác ở ngồi kế bên gọi anh ta và nói: "Anh bạn trẻ ơi, anh để rơi lại cái gì kìa?" Chàng thanh niên đó quay lại nhìn chỗ của mình ngồi và của cha mình, không thấy gì hết. Thì anh mới nói với lại người thực khách đó: "Đâu có, tôi đâu có để lại cái gì đâu." Cụ già đứng lên chậm rãi và cười nói: "Có mà, anh vừa để lại một bài học quý giá về lòng hiếu thảo của con cái và niềm hạnh phúc cho các bậc cha mẹ." Những thực khách trong quán ăn và cả tiệm ăn ồn ào bỗng im lặng, mọi người sững lại vài giây, rồi tất cả mọi người như bị xúc động. Những người trước đó đã nhăn nhó và phàn nàn thì bây giờ lại cảm thấy ngượng nghịu và cảm thấy hơi xấu hổ với chính bản thân của anh, với chính bản thân của họ. Chủ tiệm ăn cũng xúc động không kém nên tính giá rất là đặc biệt cho hai cha con và ghi thêm vào tờ biên lai với dòng chữ: "Xin cảm ơn sự đóng góp của cụ." Có nghĩa là họ đã cảm ơn những gì mà cụ đã làm cho đất nước Mỹ. Những ngày còn trẻ, cụ đã lưu quân ngũ và bảo vệ đất nước, cho nên họ ghi vào dòng chữ đó là: "Xin cảm ơn cụ, xin cảm ơn sự đóng góp của cụ." Còn chúng ta thì sao? Còn bạn nghĩ gì? Khi câu chuyện này, mỗi khi ra đường, mình và bạn lại là làm điều gì? Hy vọng không phải là chúng ta để lại những rác rưởi ở dưới đường hoặc ở bất cứ nơi đâu nha. Vâng,
Đây là mình thấy một sự chia sẻ rất hay của bạn Long Quỳnh trên Facebook của mình, cho nên mình cũng đem xuống đây để chia sẻ cùng các bạn để cho xã hội này có một điều tốt đẹp hơn nữa, nhất là lòng hiếu thảo của các con đối với cha mẹ. Vâng, video của mình đến đây đã hết. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm nút nhấn kênh giùm cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chúc đại gia đình một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên gia đình. Bye bye.